Vâng, xin chào quý vị các bạn đã trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhận quà mới nhất. Và đầu tiên thì các bạn làm theo hướng dẫn của anh Tuấn Đoàn và bạn tải app này về. Xong các bạn vào đây. Các bạn lên đây các bạn nhập chữ CF. Hay xong các bạn vào đây. Này các bạn nhấn vào đây này. Qua đây cái nữa. Các bạn thấy chữ VIP 1 này, bạn nhấn vào. Nó đã hiện ra cái này, tại cái này thì mình mới điểm danh. Đây là một số phần quà chứ các bạn. Đây. Khá là nhiều luôn. Bạn có thể nhận hết mấy cái này luôn. Ôi, ý đây không nhận được rồi. Biết đây là phần những phần quà của VIP 2 và VIP 8 gì đó mình cũng không rõ. Ê, thế là xong nhé. Rồi, hết quà rồi. Đây là cái quà này. Bạn nào nhận rồi thì thôi nhé. Rồi, chúc mọi người xem clip vui vẻ nha.